Thị trường hôm nay lại tiếp tục xuất hiện thêm một phiên phân phối đỉnh khi đầu phiên sáng hở gấp bật tăng tương đối mạnh nhưng đến phiên chiều đập lại rất rác và đóng cửa gần như thấp nhất phiên. Cụ thể hôm nay VN chỉ tăng 3,52 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.283,52 điểm. Giá trị giao dịch ở mức cao 23.736,95 tỷ. Và thường thì chúng ta xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối thì khả năng trong thời gian sắp tới nó sẽ có những nhịp rung lắc cực kỳ mạnh hoặc nó sẽ bước vào downtrend nên đoạn này nhà đầu tư mình phải quản trị rủi ro sao cho nó tốt. Thì mình sẽ lấy một vài ví dụ minh chứng để đầu tư mình có thể là dễ hiểu. Mình ví dụ đây thì chúng ta này nó xuất hiện phiên phối đầu tiên thì định nghĩa phiên phối là gì? Nó là một phiên vol tăng nhưng giá không hề tăng. Đặc điểm của nó là đầu phiên tăng nhưng cuối phiên giảm và đóng cửa gần như thấp nhất phiên. Thì đó là những dấu hiệu của phiên phối đỉnh. Và đây là phiên phối đầu tiên này. Đây là phiên phân phối số 2 này. Và đây là phiên phân phối số 3. Và đây là phiên phân phối số 4. Thì sau đó bạn thấy này, nó sẽ có những phiên mở biên nó rơi cực kỳ mạnh như này. Hoặc là các bạn thấy ở đây, khi chúng ta này có giai đoạn chạy rút xảy ra và xuất hiện phiên phân phối đầu tiên. Đây là phiên phân phối số 2. Và đây là phiên phối số 3. Và đây là phiên phối số 4 này. Và phiên phân phối số 5. Thì sau đó bạn thấy này, nó sẽ có những trạng thái nó mở biên nó rơi. Mà ở đây nó cũng tương tự như vậy này, thì chúng ta này nó xuất hiện phiên phân phối đầu tiên này, phiên phối số 2 này, phiên phối số 3 này, phiên phối số 4 này. Rồi sau đó bạn thấy là phiên phối số 5 này bắt đầu nó mở biên nó rơi này. Hoặc là giai đoạn này nó cũng tương tự như vậy này, trước khi nó có những nhịp điều chỉnh mạnh này, các bạn thấy ở đây này, nó cũng xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phối, thì đây là phiên phối số 1. Đây phiên phân phối số 2 này. Rồi bắt đầu phiên phối số 3 này thì sau đó mở biên nó rơi. Và ở đây bạn thấy đi, đây là phiên phối đầu tiên này, phiên phối số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này thì sau đó mở biên nó rơi. Thường thường là như vậy nên đoạn này chúng ta phải cần hết sức cẩn trọng về những trạng thái rung lắc trong thời gian sắp tới của VN Index. Và các bạn phải lưu ý thêm một điều rằng ấy là khi chúng ta nó đã chạm đến những vùng cản 1.290 này là lần này lần thứ tư rồi và thường ấy nó chạm quá nhiều lần mà nó không vượt được thì khả năng sẽ gãy trở lại. Mình sẽ lấy một vài ví dụ điển hình, ví dụ ở đây này, một lần chạm này, hai lần chạm này, ba lần chạm nhưng nó không gọi là gì ạ, không thể tăng được sao nó sẽ mở biên nó rơi. Và ở đây bạn thấy này, một lần chạm này, hai lần chạm này, ba lần chạm này, ba lần nó cố gắng nó vượt mà vượt không được thì sẽ có những nhịp điều chỉnh. Và ở đây bạn thấy đi, nó có những cái trạng thái này, một lần này, hai lần, ba lần này nó không vượt được sao thì sẽ quay đầu nó giảm. Và ở đây này, một lần này, hai lần, ba lần mà nó không vượt lên được sao thì sẽ quay đầu giảm. Vòng này chúng ta nó đã bao nhiêu lần rồi, một lần này, hai lần này, ba lần và đây là cái lần thứ tư này nên bạn phải lưu ý cẩn trọng đoạn này. Và bạn thấy hiện tại là các cổ phiếu nó cũng đang phân hóa khá nhiều và đặc biệt hôm nay các bạn thấy con HBG đi, nó tạo ra một cái cây bull trap cũng khá là to khi mà bạn thấy vol tăng khá nhiều nhưng mà cái biên độ tăng giá của nó không nhiều. Và ở đây bạn thấy nó tạo ra một cái cây Tenba, nó lưỡng lự và thể hiện ở đây nó cung đang áp đảo lực cầu. Các bạn thấy thường thì chúng ta này nó xuất hiện một cái cổ phiếu có những trạng thái bull trap, ví dụ như con gì ạ, con HBG nó tạo ra những nhịp bull trap này đúng giờ thì phiên sau nó sẽ thường thường sẽ dễ gãy hoặc là phiên sau sẽ giảm điểm chứ nó sẽ rất khó để tăng. Ví dụ đây bạn thấy đây, cái phiên trước mà nó bull trap phiên sau bạn thấy giảm đâu khoảng là mười mấy điểm, hoặc ở đây bạn thấy đây nó xuất hiện nhịp bull trap này đúng giờ, con HBG xuất hiện bull trap thì phiên sau mở biên nó giảm liền. Hoặc bạn thấy những cái nhịp bull trap của HBG đi, thường thường đây này xuất hiện nhịp bull trap này phiên sau nó mở biên nó giảm này, hoặc bạn thấy đây này xuất hiện bull trap này phiên sau nó cũng là phiên giảm. Còn bạn thấy đây đi, nó cũng xuất hiện nhịp bull trap nên khả năng ấy, ngày mai là thị trường ta nó mở biên nó giảm khá là cao. Nhưng mà mình kỳ vọng nó chỉ là một phiên mở biên giảm nhẹ nhẹ thôi chứ sẽ không một phiên giảm mạnh lắm và khả năng ngày mai sẽ có những yếu tố nó quay lại retest vùng gáp vùng giá của khoảng 1.262 điểm chứ nó sẽ không giảm sâu, rồi sẽ bắt đầu nó đi ngang một vài phiên nữa mới bắt đầu có những cái trạng thái nó mở biên sau. Nên đối với mình thì hiện tại thì chúng ta là nó chưa có những cái tín hiệu để có thể vượt được 1.300 điểm. Và ở đây bạn thấy thì chúng ta nó vẫn chưa dòng dẫn, các bạn nhìn qua thị trường đi thì thực chất các bạn thấy rất khó có cổ phiếu nào có thể giúp thị trường chúng ta vượt được 1.300 điểm. Ví dụ các bạn nhìn qua dòng ngân hàng thì bạn nhìn qua một vài mã, ví dụ như con BID này, nó vẫn lanh quanh vùng đáy, vẫn chưa lấp lại hết những cái vùng gap ở dưới đây này, nó có cái gap chưa lấp này, và ở đây có cái gap, và ở đây nó hở hai ba gap nó chưa lấp, thì khả năng trong những phiên sắp tới nó sẽ quay về retest những gap này. Và bạn thấy con ACB này lại bắt đầu tạo ra cái thế một đỉnh hai đỉnh này, đó, và ở đây các bạn thấy lưu ý ở vùng này nó chưa test lại này, nên khả năng nó sẽ có những trạng thái test lại vùng này. Hay CTG này, các bạn thấy ở đây nó hở gap này, mặc dù nó bật tăng, nhưng mà bạn thấy nó lên nó gặp lại cản mạnh và khi đây gặp cản mạnh sau thì sẽ chưa tăng ngay. Và ở đây nó mới tạo ra một đáy thì kiểu gì nó sẽ quay lại test đáy, nên vì sao mình đánh giá rằng ở trong những phiên sắp tới thì chúng ta khả năng rung lắc xảy ra sẽ rất cao, tại vì nhìn nhùng ba nước hở gáp mà mới tạo ra đáy một thì sẽ chưa tăng đâu, nên vì sao mình đánh giá thị trường ta nó sẽ có những yếu tố rung lắc là như vậy. Hay là EIB này, đây bạn thấy lại tiếp tục nó mở biên nó giảm một phiên này và ở đây nó cần test lại những vùng hỗ trợ này này, và ở vùng hỗ trợ nó còn tương đối xa này, nó test lại đây thì khả năng thị trường ta nó sẽ có rung lắc. Hay bạn thấy những mã phiếu HD Bank đi, đây nó tạo ra đáy một thì khả năng sẽ còn những cái đáy nó test lại nữa.
MB này nó cũng cần quay lại lắp ráp này. LB nó tạo ra điểm BC cũng phải cần những trạng thái rung lắc. STB bạn thấy lên gặp lại cản cũng bị bán ngược lại liền, nó cũng chưa tín hiệu gì để giúp thị trường ta vượt đỉnh hay Vietcombank này. Ở đây cũng đang có tín hiệu chuẩn bị quay về lắp ráp. VBank cũng tương tự như vậy, nên nhìn chung mình thấy thị trường ta những cái phiên sắp tới rất dễ dàng có những sự rung lắc. Và hôm nay bạn chỉ cần nhìn qua một cái phân tích về cung cầu thôi. Ví dụ đây bạn thấy tại vì sao hôm nay Vol tăng cực kỳ mạnh là 785 triệu mà chỉ tăng 3,52 điểm. Trong khi đó bạn thấy những cây ở đây này nó gấp lệnh 666 triệu mà đã tăng bao nhiêu điểm ạ? 20,55 điểm, nhưng tại vì sao lên đây nó là không tăng điểm nhiều? Tại vì chứng tỏ đây nó xuất hiện nguồn cung. Và khi xuất hiện nguồn cung thì sao phải cần hấp thụ nguồn cung? Hấp thụ nguồn cung thì tổ chức hấp thụ bằng cách nào? Một là tạo ra những biên gọi là rũ bỏ để hấp thụ lại nguồn cung. Còn hai là tạo ra biên tích lũy, và đoạn này mình đánh giá khả năng sẽ tạo ra những cái trạng thái rũ bỏ nhiều hơn. Tại vì hấp thụ thì tổ chức họ sẽ hấp thụ giá thấp chứ chẳng bao giờ hấp thụ giá cao, nên chẳng thể nào mà thị trường ta nó bắt đầu bứt phá lên 1.300 điểm thì ở đây nó sẽ rất khó để có thể bứt phá ra. Nên nhìn chung mình đánh giá trong các phiên sắp tới nó sẽ có những yếu tố nó quay lại retest cái gap này. Còn nếu mà quay lại retest gap này mà nó thủng luôn và nó đánh thủng vùng giá 1.249 thì khả năng chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái kịch bản khá là xấu, nên nhìn chung ta phải quan sát thêm một vài phiên nữa xem nó vận hành như thế nào. Còn hiện tại thì mình đánh giá thị trường ta nó vẫn là một cái gì trạng thái cân bằng sideways chưa rõ ràng xu hướng. Và đoạn này chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải quan sát thêm thị trường ta, tại vì đoạn này rõ ràng rằng các bạn chưa thể khẳng định nó có thể vượt lên 1.300 điểm, tại vì nó có tín hiệu gì đâu mà chúng ta thấy nó vượt. Tại vì ở đoạn này nó có những trạng thái gì ạ? Cái vol của nó to này thì tâm lý đang hưng phấn, nhà đầu tư mua rất nhiều đoạn này. Bạn thấy vol to nhà đầu tư hưng phấn, còn khi nào vol nhỏ thì sao ạ? Thì lúc đó nhà đầu tư mới gì ạ? Hoảng loạn hoặc là chán nản. Và khi vol to thì đó tín hiệu rủi ro. Tại vì nhà đầu tư cá nhân mua, tổ chức họ mới bán, các bạn thấy đi, vùng đỉnh luôn luôn vol to mà ở đây này, trước khi điều chỉnh này luôn luôn vol nó to. Đây bạn thấy luôn luôn vol to. Còn đáy sợ luôn luôn vol nhỏ. Bọn này bạn thấy vol to hay vol nhỏ, rõ ràng vol to đâu phải vol nhỏ đâu, nên ta phải cần cân nhắc và xem xét về cái việc quản trị rủi ro đoạn này. Tại vì một cái nhà đầu tư giỏi họ tập trung về quản trị rủi ro, họ sẽ không lo lắng về lợi nhuận. Thì đó cũng là câu nói rất hay của ông Mark Moody, hoặc là ông Warren Buffett ông có nói câu ấy là khi thị trường xuống mới biết ai còn còn mạnh quần. Và các bạn biết rằng ấy trong thị trường này là giữ tiền nó sẽ quan trọng như nào so với kiếm tiền không? Tại vì mình từng thấy là nhiều nhà đầu tư ấy, mình kiếm được tiền rất nhiều từ vùng đáy đi đến vùng đỉnh, nhưng mà sau đó một thời gian mà họ lại mất hết, thậm chí còn âm vào những cái vốn của họ luôn. Và đoạn này bạn thấy nó đoạn quản trị rủi ro chứ không phải là chúng ta cố gắng tìm kiếm lợi nhuận nữa đâu. Tại vì đoạn này thị trường chúng ta nó cũng đã lên tương đối cao và nó gặp lại cản trước của nó. Và kèm theo đây bạn thấy thanh khoản cũng đã nổ và nó chưa có dòng dẫn dắt, mà nhà đầu tư mình cứ đánh full margin và tỷ trọng lớn thì khả năng nó sẽ bị vi phạm về những lỗi đi vốn. Tại vì thường thường nhà đầu tư đánh ít á, là đánh ít ở đâu ạ? Ở vùng đáy. Nhưng lên trên đỉnh này đánh rất nhiều, và khi lên trên đỉnh chỉ cần kẹp hàng một cái thôi thì chúng ta mở biên rơi mất hết thành quả ngay. Thị trường lên thăng bộ xuống máy mà ở đây ví dụ như nó lên một tháng trời này nhưng mà nó rơi một phiên sao ạ? Mất thành quả chưa? Mất thành quả. Và ở đây đánh ít này nhưng lên trên cao đánh nhiều này, còn như vô vốn của bạn đi về sai thì sao? Thì nó mở biên thì nhìn chung thì bạn âm vào cái vốn của bạn luôn. Tại vì đánh đây lại 5-700 nhưng mà nó gãy một cây, gãy 700 không bán kịp thì sau đó bạn đồng giảm thêm cây nữa thì hầu như đi 1.400 rồi, thì làm sao xử lý kịp? Nên vì sao đoạn này chúng ta phải ưu tiên quản trị rủi ro chứ không phải chúng ta cứ cố gắng tìm kiếm lợi nhuận đâu. Nhiều người khác thì nói các bạn ở đoạn này chúng ta vượt nhìn ba, các bạn cố gắng vào các bạn múc đi để tìm kiếm lợi nhuận, nhưng rõ ràng rằng ở đây nó chưa có những sự xác nhận để chúng ta có thể là chắc chắn vùng này là vùng tái tích lũy. Mà tại vì đi ngang nó có thể là gì ạ? Tái tích lũy hoặc có thể là phân phối. Thì nếu các bạn nào mà phân phích tích ở đây nó là tái tích lũy thì bạn có thể lấy vị thế. Còn đối với mình phân tích phân phối, nên vì sao mình lại đứng ngoài? Và đối với mình ấy, thị trường này sẽ không bao giờ mất cơ hội, tại vì mình đầu tư đâu phải đầu tư một ngày, mình đầu tư cả đời mà. Và đối với mình ấy, thị trường nó vào phơm mình đánh là khi nó có những trạng thái dòng tiền bùng nổ xác nhận vào trên xu tăng thì mình chấp nhận tham gia giá cao. Còn rõ ràng đây nó vẫn sideways, nó chưa có tín hiệu gì để chúng ta tham gia vào, và ở đây nó lại xuất hiện tín hiệu phân phối nhiều hơn. Và đây bạn đếm đây bao nhiêu phiên phối rồi? Một phiên này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, năm phiên này, đúng chưa ạ? Là đã năm phiên phối rồi chứ nó không phải là còn hai ba phiên nữa đâu. Và khi nó xuất hiện năm phiên phối thì mình luôn luôn ưu tiên về cái việc gì ạ? Gọi là giữ tiền, và mình cũng phải quan sát thị trường thêm một thời gian. Nếu ở đây nó biến cái vùng phân phối này thành cái trạng thái tích lũy thì đoạn sau nó bắt buộc nó phải vol thấp trở lại, và nó phải có những trạng thái ở đây này nó test lại và vol thấp nó đi ngang một thời gian này này, rồi sau đó có những dòng tiền vào bùng nổ nó lên ấy, lúc đó là điểm tham gia đẹp nhất. Còn nếu mà nó đi lên hình chữ V thì mình sẽ bỏ luôn, mình sẽ không tham gia, tại vì nó không đi theo quy luật nguyên kết quả. Mà trong thị trường này nó phải đi theo quy luật nguyên kết quả, tích lũy ngắn tăng ngắn, tích lũy dài tăng dài, và cái biên của nó đủ độ siết chặt thì cái độ an toàn nó mới cao. Còn khi mà nó tăng lên mà cái biên lỏng lẻo nó thì nó sẽ tăng không bền, giống như cái lò xo vậy. Các bạn thấy đi, nó siết chặt biên sao ạ? Thì sau đó các bạn thấy đi, nó sẽ tăng bật tăng rất mạnh. Còn khi mà một cái lò xo nó siết lỏng lẻo sao thì nó tăng lên, nó lại bắt đầu nó dòng ngược lại thì nó sẽ quay lại vị trí ban đầu. Nên vì sao là đoạn này nó lỏng lẻo như thế này thì các bạn thấy rất khó để có thể tham chiến. Và các bạn nhìn vào trend đi, ví dụ thị trường ta vào trend đâu phải tăng một ngày đâu, nó tăng từ 3 đến 6 tháng mà.
nó tăng từ 3 đến 6 tháng thôi, chúng ta tìm kiếm cơ hội đầu tư. Còn lỡ ở đây nó sideways đi xuống thì nhà đầu tư nào đầu tư lên đây thì sao? Thì đi luôn cái tài khoản. Ở đây bạn thấy đi, lỡ đi ngang này đi xuống thì sao? Thì đi luôn cái tài khoản, nhưng mà khi mà đi ngang nè, nó đi ngang lên được thì sao? Thì thiếu gì cơ hội đầu tư, nên mình cũng chả ngại về cái việc gì ạ? À? Ngại về việc quan sát và đứng ngoài chờ đợi tiền trong túi mình có bị mất đâu. Đúng là khi mình tham gia thị trường ấy, lỡ nó gãy mới bị mất. Còn nếu mà tiền túi mình vẫn tiền của mình, khi nào xuất hiện tiền vào mình tham gia. Chứ mình đâu có gọi là gì ạ? À? Gọi là mình FOMO sợ mất cơ hội làm gì? Mình đầu tư đâu phải đầu tư một ngày đâu, mình đầu tư từng năm này sang năm khác mà. Hôm nay không đầu tư được thì ngày mai đầu tư, ngày mai không đầu tư được thì tháng sau, năm sau đầu tư cũng được. Nhưng quan trọng cái điểm mua mình nó phải chuẩn và nó phải đúng phương pháp và nó phải đúng vào cái trend xu thế mình mới tham gia. Chứ đoạn này chúng ta cũng chẳng ham hố gì ở lấy vị thế trước làm gì, nên đối mình ấy thì mình cần cái sự chắc chắn và sự an toàn hơn. Và đối mình đi với một cái quy mô vốn lớn, ví dụ mình đánh là mình phải đánh tỷ trọng vốn lớn, thì mình phải quan sát xem thị trường ta nó đủ cái biên tích lũy an toàn, tại vì thị trường này tích lũy ngắn tăng ngắn, tích lũy dài tăng dài. Còn đối với biên độ này bạn thấy đi lên ở đây này nó chưa đủ độ tích lũy và cái biên của nó vẫn chưa siết chặt, thì nó chưa đủ biên để mình có thể đi vốn lớn. Tại vì đi vốn lớn thì chúng ta phải cần một cái biên đủ lớn của thị trường, nó có thể tăng đủ lớn để chúng ta có thể là canh chốt lãi được. Chứ mà nó đi một cái biên gọi là nó lỏng lẻo, nó tăng lên tí nó cũng cũng tèo lại thì nó đâu đủ biên để cho mình có thể đánh lớn đâu. Nên vì sao mình phải chờ đợi chúng ta có những trạng thái cân bằng thêm. Và các bạn cũng thấy có một câu nói rất hay của ông gì ạ? À? Ông Warren Buffett của ông gì ạ? À? Có ông Jesse Livermore, có những lúc nên long, có những lúc nên sọt, cũng có những lúc nên đi câu cá. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải giao dịch mua mua bán liên tục. Và một năm chúng ta chỉ cần thắng 1 đến 2 mã từ 30 50% là chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta sẽ không cần giao dịch quá nhiều đâu. Các bạn cố gắng giao dịch đoạn này làm gì nhiều làm gì? Các bạn thấy có lãi nhiều đâu? Các bạn thấy hai tuần gần đây các bạn tham gia có lãi không? Rõ ràng không có lãi, các bạn toàn là mua mua bán trong vùng sideways như thế này nè, và mua mua bán trong vùng sideways hầu như nhà đầu tư gì ạ? Thua lỗ nhiều hơn gọi là lãi. Tại vì sao? Lên bên trên bạn mua xuống dưới bạn bán, này lên trên bạn mua này vài bữa nó gãy về dưới các bạn lại bán lại tiếp tục nó dòng lên thì sao? Thị trường chúng ta có ba xu hướng đi lên đi xuống và đi ngang, và trong xu hướng đi ngang là xu hướng nhà đầu tư mình dễ dàng mất tiền nhiều nhất và teo tài khoản nhiều nhất, là do nhà đầu tư mình không nhận ra nó xu hướng đi ngang. Còn bây giờ mình sẽ phân tích sơ lược về cổ phiếu nhiều hơn, còn quan điểm mình cũng chưa đổi là chúng ta hiện tại nó là vùng tái phân phối chứ nó không phải là vùng tích lũy. Tụi mình thấy ở đây nó dấu hiệu phân phối chứ không phải là dấu hiệu tích lũy. Bây giờ sẽ đi qua một vài dòng đi, ví dụ các bạn nhìn VN30 hoặc là nhìn bất động sản đi, ví dụ như BCG này, nhìn chung con này này nó tích lũy và sideways tốt này, nó vượt kênh xuống giảm này, dòng tiền vào này, nhưng mà tham gia thì chờ nó sideways thêm đi, nó lắp lại gáp ở đó, các bạn chờ sideways vol bé lại dòng tiền nổ lên thì bạn tham gia được. Còn bây giờ quan sát thêm, ví dụ như ở đây bạn thấy đi, khi mà dòng tiền nó vào này đánh lên sideways không được, nó vẫn có thể mở biên nó giảm lại bình thường. Nó đây cũng hở gáp này, nên ta phải quan sát ở giai đoạn phía sau ấy, xem nó cân bằng được không, biên của nó siết chặt lại được không, và vol nó có hẹp lại không. Thì nếu nó hẹp lại nó là cơ hội chúng ta tham gia, chúng ta cũng không cần gấp gáp làm gì. Tại bạn biết rằng ấy, chúng ta không cần mua ngay đáy bán ngay đỉnh, chúng ta chỉ cần mua bắp chân bán vai là thành công. Mình ví dụ ở đây khi nó rơi, cho nó rơi xong đi đó, rồi đáy sau cái trước gì đó, rồi bạn chờ đợi từ cái nền tảng số 2 số 3 bạn mua trên đây này, nó rất an toàn. Khi dòng tiền vào này các bạn giao bạn múc đi, có ai nói gì bạn đâu. Nhưng rõ ràng rằng nếu các bạn thấy ở đây dòng tiền vào đầu tiên nó sideways ở đây này, các bạn vào bạn múc sớm nó rỡ, nó mở biên rơi một nhịp nữa thì sao? Nên vì sao bạn chờ đi, chờ đây nó cân bằng sideways thêm một vài phiên nữa, có dòng tiền vào các bạn hãy vào tham gia. Các bạn chỉ cần mua đó, mua ở trên đây và bán đâu ở trên đỉnh này là được, và bán đâu ở phần vai này là được, chứ các bạn không cần mua dưới đây và bán dưới đây, tại chúng ta đâu biết đâu đá đâu, lỡ các bạn bắt đá dưới đây thì sao đó, hoặc lỡ các bạn tham gia ở nhịp sóng hồi này như thế này thì sao, thì bạn sẽ rủi ro rất cao. Tại vì khi bạn tham gia nhịp sóng hồi và chẳng may bạn tham gia trên đỉnh này đi, nó rơi một cây này, hai cây này, 10% các bạn xử lý không kịp, lên đây bạn chờ đợi hồi lên để bạn bán, nó không hồi nó giảm thêm 5 7 cây nữa thì sao ạ? Nó đi luôn cái tài khoản. Nên bạn thấy nhà đầu tư thiệt hại nặng nề nhất là sau đỉnh chứ phải là ngay đỉnh đâu. Nên vì sao mình luôn đưa ra những phương pháp đầu tư và chiến lược đầu tư sao cho nó hợp lý. Và mình biết rằng ấy, nếu cổ phiếu này nó cân bằng vào trend thì không phải nó tăng 1% mà tăng từ 50 70% thì lúc đó mình sẽ vào mình tham chiến, tại vì nó còn một cái giai đoạn phía sau nó là phần ngon nhất mà. Nên mình sẽ chờ đợi những cổ phiếu này tích lũy đủ dòng tiền bùng nổ đến lên vào phân thì mình vào mình múc. Tiếp tục những mã cổ phiếu con DG thì sao? DG rõ ràng rằng ở đây này xu hướng vẫn là xuống giảm này, hôm trước bật tăng lên ai cũng hô rằng ở nó vào trend, nó có vào trend đâu, quay đầu nó giảm lại ngược lại này, ở đây có cái gap này mở ra chưa lấp lại này, con này để vào xuống đánh tăng thì sao, nó đánh bứt khỏi cái trend la giảm, nó tích lũy trên đây này đó, dòng tiền vào cái nữa thì mình sẽ vào mình tham gia. Còn bây giờ nó chưa có tín hiệu đó thì mình đứng ngoài, còn có nên cơ cấu. Tại vì sao? Tại vì nếu mua ở đâu điểm mua dưới đây là điểm mua sai, ở dưới đây vẫn là điểm mua sai. Tại vì sao? Nó chưa phải xuống tăng là điểm mua sai hết. Còn nếu mua trên đây là điểm mua đúng thì chúng ta mới nắm giữ được, còn điểm mua sai đó mình thì nên canh hạ. Mình ví dụ như ở đây đi, cổ phiếu nó đang rơi đó, bắt đầu nó hồi lên này, hồi mạnh không, hồi rất mạnh này đó, nhiều nhà đầu tư đu vào đây này đó, bắt đầu này kỳ vọng nó tăng, những đây bạn thấy dòng tiền không vào, nó mở biên nó giảm cây 600 này, cây sau 400 nữa này,
bắt đầu mở biên nó giảm thêm nhịp nữa này, đúng giờ nó giảm từ đây đây cũng 20-30% thế bạn mua ở đây toàn là điểm mua sai, nên những nhịp hồi này bạn lo canh bán đi, bạn mua đâu đây này lên trên đây canh bán đi, chứ phải để cho nó rơi lúc dưới đây rồi mới canh bán. Và các bạn thấy điểm mua đúng là ở đâu, là phải chờ gì ạ à? Đáy sang phía trước và mua trên cái nền tảng số 2 này này, xuất hiện gì ạ à? Đây cái điểm gì ạ à? Điểm tích cung này, đây là điểm pivot này, và bạn múc đi an toàn không, an toàn tại vì khi bạn múc những cái điểm mua an toàn sao ạ à? Khi nó chỉnh không bao giờ vi phạm điểm giá vốn bạn, khi nó chỉnh không bao giờ vi phạm điểm giá vốn bạn đâu, và bạn sẽ nắm giữ được nguyên chu kỳ và bạn sẽ mang những độ an toàn rất cao. Còn nếu bạn mua sai điểm thì kiểu gì cũng sẽ bắt đầu vi phạm những điểm giá vốn của các bạn thôi, nên bạn cứ bình tĩnh chờ đợi thôi, chứ không phải là các bạn cứ cố gắng bạn giao dịch để kiếm thật nhiều tiền. Trên thị trường này đừng cố kiếm tiền nhanh, kiếm nhanh sẽ mất rất nhanh, các bạn cố gắng kiếm tiền chậm và vào đúng cái phương pháp giao dịch thôi. Và bạn thấy đây đi mới là điểm mua đúng này, nên đây có phải điểm mua đúng chưa, thì bạn phải chờ thôi. Đây sideways đi thêm cái phiên gọi là điểm pivot gì đó các bạn hãy tham gia, chứ đây làm gì có tín hiệu gì để tham gia. Rồi bạn thấy DG này nó cũng tương tự thôi, nên đứng ngoài. Còn đây thực chất nó chưa điểm mua, gọi điểm mua đẹp, cũng như các bạn mua dưới nền này điểm đó là điểm mua sai cả. Đây bạn thấy đi điểm mua sai không, ví dụ ở đây nó hở gáp này bạn kỳ vọng nó tăng, nhưng ở đây nó sừng bên phải của núi, và khi nó ở bên phải sườn núi thì bạn tham gia trên điểm này thì sao, tất cả điểm mua trên đây đều là điểm mua sai, tại vì sao, bạn mua điểm nào cũng lỗ mà, mua bắt đáy đây mặc dù bạn có lãi nhưng lãi rất mỏng nhưng lỗ lỗ rất nhiều, và bạn chỉ cần mua sai điểm ở đây thôi, test cung đây bạn mua đi ăn 2-3 cây sàn, các bạn chờ đợi nó hồi, nó không hồi lại bắt đầu mở biên rơi tiếp, thì bạn thấy các bạn sẽ rất dễ dàng kẹp hàng và bạn sẽ đi luôn cái tài khoản do bạn mua những điểm mua sai lầm. Thì các bạn biết rằng ấy, cái điểm mua nó sẽ quyết định điểm bán, giống như bạn cài cái nút áo vậy đó, nút áo đầu tiên cài sai thì chắc chắn cái nút áo cuối cùng nó sẽ bị dư ra. Thì trong thị trường chứng khoán này cũng như vậy, nên phải cố gắng chọn điểm mua sao cho tốt nhất. Hoặc là trong cái quyển sách gọi là gì ạ à? Của gọi là làm giàu qua chứng khoán của ông William O'Neil, ông có nói rằng ấy, để hạn chế những cái việc rủi ro cho cái trạng thái bán thì chúng ta phải chọn điểm mua sao cho nó chuẩn. Nên ở đây thì chúng ta phải chọn điểm mua sao cho nó chuẩn, chứ như đây DG điểm gì đâu mua, ai kêu bạn mua điểm này thì mua vì lý do gì, nó chả tính lý do gì để mua. Ví dụ ở đây có dòng tiền vào đi, nó tích lũy được trên đây này, lúc đó dòng tiền vào mình sẽ tham gia, tại vì ví dụ một cái cổ phiếu nó bứt phá được cái gì ạ à? Bứt phá được cản chéo, bứt phá xuống giảm, và khi nó bắt đầu vào pha tăng, không phải tăng một ngày mà tăng một chu kỳ, các bạn lưu ý đi. Và đâu điểm mua đẹp thì đây này là điểm pivot, điểm mua đẹp nhất này, các bạn chỉ cần mua đúng điểm này cho mình là được, từ đây đến tới đây các bạn ăn được một chu kỳ như vậy là được, một năm bạn chỉ cần ăn 2-3 mã thôi là bạn đủ giàu rồi, chứ bạn không cần đánh lướt lây lướt la qua lướt vào hay bạn cố gắng mua ngay đáy làm gì đâu. Các bạn phải cố gắng mua ở đâu á là cái điểm mua an toàn nhất và mang cho mình những cái rủi ro thấp nhất, và khi mà mình cái rủi ro thấp nhất mình mua được cổ phiếu, mình thua ít nhưng mà thắng mình thắng nhiều. Nên thị trường chứng khoán này có câu ấy, trong thị trường này không quan trọng anh đúng anh sai, quan trọng khi anh đúng anh được bao nhiêu và khi anh sai anh mất bao nhiêu. Nên đối với mình thì mình chả quan trọng về mặt giá cả, mình chỉ quan trọng về cái điểm mua của mình, khi nó vào một cái điểm mua tốt mình vào mình múc và mình nắm giữ để mình có thể ăn một chu kỳ cực kỳ lớn, chứ mình sẽ không không gọi là đánh những cái gọi là nhịp hồi hay nhịp tích cộng này cái kia nọ đâu, tại vì nó đâu mang cho mình bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đâu, và cái đỡ đây chắc gì nó đã lên, nên mình phải chờ cái sự chắc chắn hơn khi nó xác nhận một xu hướng mới. Nên vì sao bạn thấy những cái ông huyền thoại ông đều chọn những điểm mua pivot này, ông mắc là pivot này, ông gì ạ à? Ông William O'Neil cũng là điểm pivot này, đúng vậy à? Còn những ông Sting ấy, thì ông chọn những cái điểm mua gọi là điểm mua gì ạ à? Điểm mua tại nên, hoặc có những cái điểm mua bull bust gì đó đó. Nên nhìn chung đó mình thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì chọn điểm mua pivot là ok nhất nếu đánh trend, còn đánh tay cộng thì đánh chọn điểm mua tích cung. Nhìn chung thì đó mình thì thị trường chứng khoán Việt Nam thì điểm pivot là cái điểm mua để đánh về trend là hợp lý nhất rồi, tại vì có nhiều cái điểm tích cung, ví dụ như điểm tích cung đây này, lại gãy, hay điểm tích cung đây này nó lại gãy, nó là như vậy. Nên nhìn chung cái điểm pivot ở thị trường chứng khoán Việt Nam nó mới là cái điểm gọi là gì ạ à? Mới là điểm chúng ta đánh. Đến giờ nhìn chung cũng chưa tín hiệu gì đâu, HNC này biên lỏng lẻo như thế này này, các bạn đòi nó tăng có tăng nổi đâu, nó lên trên bị bán ngược, lên trên bị bán ngược lại có lên đâu, biên lỏng lẻo như thế này thì bạn thấy rất khó để tăng, cứ biên lỏng lẻo này bạn thấy dễ tăng không, rất khó. Biên lỏng lẻo như này bạn thấy cứ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống này, hai cái biên này tương tự nhau, kiểu dùng sẽ tích lũy hoặc đạp xuống thôi, nó chưa có thế để tăng đâu. Bạn phải chờ đợi cái biên của nó như thế nào, bạn thấy ở đây này cái biên của nó phải tích lũy siết chặt như thế này này, cái lò xo nó nén càng chặt sao nó bung mới mạnh, còn nó nén không chặt thì làm sao bung mạnh được, nguyên tắc của thị trường là như vậy mà. Ở đây bạn thấy lỏng lẻo này thì thôi chờ đợi thêm thôi, đi qua thêm một vài mã đi, HDG con gì Nam Long đi, đây lên trên gặp lại cản cũng tích lũy sideways này, nhưng mà ở đây chưa có thế để chúng ta có thể vào điểm, tại vì ở đây nó chưa siết chặt, nắm giữ thêm thôi, cũng tăng lên chữ V, và ở đây nó nếu mà được đẹp nhất thì phải tạo ra vai đầu vai thì chúng ta sẽ canh cái điểm để chúng ta tham chiến. Còn chung ở đây quan sát thêm một vài phiên sinh như thế nào. Novaland thì xấu hơn hôm trước, bạn thấy bật tăng nó khoảng 3,3% hôm sau giảm 1%, cũng chuẩn bị quay về lắp gáp rồi này, cũng chưa tín hiệu gì để tham gia đâu, quan sát thêm. Con Ri thì cái điểm mua đẹp nhất của nó là điểm mua ở đây, là điểm mua pivot thì cứ nắm giữ.
và dòng tiền cũng đã vào. Em giữ thêm, trên live vẫn chơi tăng, ở đây nó sideways thời gian này, xuất hiện thêm dòng tiền nữa chúng ta thể tham chiến được, tại vì con này nó cổ phiếu kênh trên nó xác nhận xu hướng rồi. Đây nó bứt phá xuống giảm rồi này, và đây cũng là mô hình VSA, đây là SCAR, đây ST, đây Spring, thì đây là gì ạ? Đây điểm xác nhận Spring này, thì đây những điểm test này, thì đây khả năng sẽ tạo ra pha BU quanh vùng này đó. Thì chúng ta chờ để cái pha BU là cái pha gì ạ? Là cái pha D này, nó tích lũy thành công chúng ta mới có điểm tham chiến, giống như chu kỳ phía trước này đó. Đây cũng là mô hình VSA này, đây bứt phá kênh xuống giảm này, ở đây SCARST thì đây Spring này, và khi Spring thành công này nó có dòng tiền vào xác nhận đó, cứ lên đây dòng tiền xác nhận thì trên đây này nó tạo ra pha BU này, thì pha BU trên đây này nó sẽ có những điểm mua rất đẹp để chúng ta tham chiến. Và khiến tăng đâu phải tăng một ngày, nó tăng một chu kỳ lận, bạn thấy nó tăng, nó tăng một chu kỳ, chúng ta cứ chờ đợi những pha BU dưới đây để chúng ta tham gia. Đây đang tạo ra pha BU. Còn VFM nhìn chung thì nó đánh như này thì gì, thì có điểm mua đâu, đập đóng cửa thấp nhất phiên nó điều tiết phái sinh thôi. Vít tương tự này, đây lắp gáp này, VRE sao cũng chuẩn bị quay về lắp gáp này. Chứng khoán đi, chứng khoán bạn thấy FTS này, vol tăng giá tăng đâu, chứng tỏ đây nó là phân phối chứ không phải là vùng tích lũy. Tích lũy vol nó phải bé và biên của nó phải chặt, còn đây nó chắc chắn các bạn là phân phối. Giờ một cái thế này là mình thấy khả năng nó gãy rất cao, tại vì ở đây nếu mà các bạn nhìn qua nhiều chu kỳ thì bạn thấy đi, một cổ phiếu ấy, nó sẽ có những dấu hiệu sau đây, nó sẽ bắt đầu nó gãy này. Thứ nhất là chạy đúng lúc xảy ra này, thứ hai xuất hiện từ 3 năm phiên phân phối này, đây là một phiên này, đây là hai phiên này, đây là ba phiên này, đây là bốn phiên này, và đây là năm phiên rồi. Và năm phiên phối này vol tăng giá có tăng đâu, và đây nó hở gáp liên tục này, kiểu gì cũng sẽ quay về lắp gáp thôi. Chỉ cần con FTS mở biên nó giảm sàn bắt đầu quay về lắp gáp giá khoảng 4142 là khả năng con này sẽ đạt đỉnh khá là cao. Nên hiện tại hạn chế tham gia đối với gì con FTS ấy. Những cái lúc mình cảnh báo con HSG đạt đỉnh thì bạn cũng chả tin, nhưng mà lúc nó đạt đỉnh các bạn mới bắt đầu táo quả ra, bạn mới chạy thì sẽ hơi muộn. Ví dụ ở đây đi, nó cũng chạy lên từ nền tảng số mấy à, nền tảng số 3 lỏng lẻo lên này, giai đoạn chạy rút xảy ra này, một phiên phân phối này, hai phiên phân phối này, ba phiên này, rồi bốn phiên này, và thấy đây này, xuất hiện năm phiên này, nó mở phiên nó rơi này, xong bắt đầu nó hồi 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 lên là việc bình thường. Rồi sau đó bạn thấy đi, nó sẽ rất khó để tăng lên trở lại. Và nhìn chung có FTS cũng đang có những trạng thái đó thì bạn phải hết sức cẩn trọng, hoặc là giống như chu kỳ phía trước này, nền số 3, nền số 5 lỏng lẻo gì đó, nó đi lên bắt đầu này chạy nước rút này, một phiên phối này, hai phiên này, ba phiên này, bốn phiên này, năm phiên này, sáu phiên, bảy phiên này, bắt đầu mở biên nó rơi này, sau bắt đầu sẽ có nhịp hồi 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 lên là việc bình thường. Còn đối với con FTS này nhìn chung thì cái thế của nó mình giá sẽ rất khó để có thể tiếp tục bật tăng xa hơn. Ở đây bạn thấy từ đáy lên bao nhiêu trăm rồi, từ lên tới đây khoảng là 400 500% rồi chứ không tăng ít nữa đâu đó, nên bạn phải cần cân nhắc đoạn này. Và ở đây bạn thấy đi, vol của nó cũng to đùng như thế này, nhà đầu tư hưng phấn mua vào rất nhiều, chưa nhận ra rủi ro lắm, lúc nào nó gãy nhà đầu tư mới nhận ra rủi ro. Tiếp tục những mã phiếu như con gì AGR đi, AGR tương tự này, chạy rút xảy ra này, cũng xuất hiện là một phiên phối này, hai phiên này, ba phiên, bốn phiên này, và đây bạn thấy năm phiên rồi. Thì thực chất ở đây nó cũng đâu tín hiệu gì tham gia đâu, ở đây hở gáp lên liên tục này, nên bạn phải lưu ý cẩn trọng ấy, nó cũng có thể mở biên bất cứ lúc nào, nên hiện tại hạn chế tham gia đối với con gì ạ? Còn AGR. Nhìn chung dòng chứng khoán các bạn có nên chốt lãi dần là vừa. Đây bạn thấy này, lên cũng lên không nổi này, vol cũng to đùng này, cũng đang hở gáp này, khả năng sẽ quay lại retest những vùng gáp khá cao nên chốt lãi dần đối với dòng chứng khoán. Rồi SSI này thì sao? SSI tương tự, nó hở gáp nó còn yếu hơn nữa mà. Hở gáp này, hở gáp khả năng sẽ quay về lắp gáp này, trên xu thế đã hình thành, trên xu thế giảm rồi này. Nó chả có điểm gì tham gia. Nước rút đã xảy ra chưa? Nước rút đã xảy ra rồi này, có rất nhiều phiên phối rồi, đánh giống chu kỳ của phía trước á, đây này tăng này bắt đầu như thế nào á, đỉnh 6 đỉnh trước này xuất hiện rất nhiều phiên phối trên đây này, vol tăng giá có tăng đâu, thì sau đó bạn thấy đi, nó hồi lên được vài nhịp bắt đầu mở biên lên tiếp, hồi lên nhịp vài nhịp mới bắt đầu mở biên lên tiếp, thì đoạn này có SI đang khả năng ở đang cái đoạn này của con SSI đoạn trước, nó đang đoạn này này, nó cứ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống như này này. Nhìn chung đó mình thì hạn chế tham gia đối với SSI. Nhìn chung mã phiếu này nó sẽ đạp về lắp ghép khá là cao, 80% là như vậy. VCI tương tự thôi, trên lai giảm này có kênh bán thôi chứ làm gì có điểm mua. Hở gáp lên liên tục này, đánh giống chu kỳ năm 20 mấy à, 2022 không? Nó đạp xuống này bắt đầu gì ạ? À? Nó tăng lên liên tục này, nó hở gáp ở dưới này. Đó bắt đầu này, khi mà nó gặp lại test lại neckline mà không thành công này, quay đầu giảm này, bắt đầu nó mở biên rơi trở lại này.
thường thường nó sẽ như vậy. Nên là chứng khoán đoạn này là cái dòng rủi ro nhất, nếu bạn có thì ưu tiên chốt lại chặn lại thôi, chứ đối với mình thì mình sẽ không tham gia đối với dòng chứng khoán. Con vít hay vin đi tương tự thôi, vin đi hiện lại yếu hơn nữa, nên chả có gì để chúng ta phải tham gia khi nó trong xuống giảm. Nhìn là chắc chắn nó xuống giảm rồi, đâu phải nó xuống tăng được. Công nghệ đoạn này có sóng thì bạn có thể nắm giữ được. Còn điểm mua mới thì đã qua điểm mua rồi. VGI như thế này bạn có, bạn cứ nắm giữ thôi. Đây là điểm BC, thì đây nó sẽ test lên, nó tạo ra điểm điểm gì ạ? Điểm STAR, thì đây nó sẽ tạo ra những BUTD gì đó. Thì đánh giá khả năng sẽ có những nhịp lên trên đây sẽ quay đầu nó chỉnh lại. Đó nên bạn nào có thì canh lên trên đây bán đi là hợp lý nhất. Điểm mới đó mình sẽ không có điểm mua. Đối với con VGI nó sẽ chỉnh về biên dưới, lên trên tầm trên cao cao 95 thì nó sẽ chỉnh lại, nên canh bán dần là vừa. FPT nó cây vân to đùng thì bạn thấy đây nó cũng sẽ chưa vượt đâu, nó lên gặp lại cản mai kiểu gì cũng sẽ chỉnh lại, các bạn để ý đi, con này kiểu gì mai cũng sẽ chỉnh lại. Và thấy nó xuất hiện cái vân to đùng, bán vân to đùng này bắt đầu nó hồi 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 lên lại đỉnh trước này, nó có lên được đâu, nó sẽ quay đầu nó chỉnh ấy. Nó cân bằng gì đó chứ nó sẽ chưa tăng ngay đâu. Ví dụ như bạn thấy bán cái vân to đùng này, nó lên trên nó test lại đỉnh trước này mà nó không vượt đỉnh trước này, cây sau nó bắt đầu quay đầu nó giảm ngay đó, vừa nên đấy cũng bắt đầu nó giảm theo y chang vậy đó. Đó nên vì sao nó đang có sự đồng thuận về gì ạ? Về thị trường với những cổ phiếu. Nên đó mình thì con FPT hạn chế tham gia. Các bạn thấy hôm nay lực lên như thế này có lên nổi ở đâu, nó cây nến gọi là cây, nếu mà nói về nến nó là nến treo cổ. Còn nói với mình thì đây là cây nến thiếu lực, tại vì cầu vào mà cung mà nó không lên nổi nữa chứng tỏ nó đang thiếu lực. Thiếu lực thì khả năng ngày mai nó sẽ quay đầu nó giảm trở lại, nên lưu ý hết sức cẩn trọng đối với FPT. Dầu khí ở BR khả năng cần sideways thêm, điểm mua mới chưa có, con này mạnh nắm giữ được. Và nếu theo mô hình VIX-A thì đối với mình thì ở đây nó cũng là điểm spring này, dòng tiền vào này, thì đây Fabio chúng ta có thể chờ cái đoạn này cân bằng thêm, chúng ta có thể cân nhắc được. Thị trường chỉnh thì những cổ phiếu riêng lẻ vẫn có thể đi lên, tại vì có 20% nó có thể đi ngược thị trường, nên con này có thể chú ý đoạn sau được. Còn BVD thì nó hơi yếu, trên line giảm chả có gì để chúng ta tham gia. BVS tương tự, ngân hàng này, ACB phân tích hồi nãy này, sơ sơ là phải test vùng giá khoảng 24, lên đây vol tăng gió tăng đâu, vol tăng gió tăng đâu, nên kiểu gì cũng sẽ chỉnh này chứ sẽ không tăng nổi. Tại vì sao? Bạn thấy vol tăng giá không tăng là biết nó đang có rủi ro, và bạn thấy cứ nổ vol lên đi nó sẽ chỉnh, nó cân bằng, nổ vol lên cái nó chỉnh cân bằng chứ sẽ chưa lên được. Cái thế của ACB là như vậy, bạn phải để ý của nó. Nên vì sao đối với ACB mình thấy đâu có điểm gì đâu chúng ta tham gia. BID tương tự như vậy này, CTG cũng trên lay giảm mà đâu có bứt phá được trên lay tăng đâu, ở đây còn phải test lại cái đáy lần nữa, đây có cái gap này, chờ test gap rồi tính tiếp. Còn ai mua trên đây khả năng dính đỉnh ngắn hạn khá cao. EIB cũng tương tự vậy này, test lại mô hình vai đầu vai thì đây đường neckline, và khi nó test lại neckline nếu mà cân bằng trong chúng ta có thể có những điểm tham gia. Chúng ta phải quan sát ở đây xem nó test lại cân bằng vol thấp lại không, và khi nó tạo ra biên cân bằng dùm tiền vào sẽ điểm tham chiến. Nên chúng ta phải quan sát thị trường thêm một vài phiên nữa. Đoạn này chúng ta thị trường thấy thị trường ta khá là khoai, rất khó để tham chiến. LBB thì đây khả năng là điểm gì? Đây là điểm BC này, và khi nó tạo ra điểm BC thì khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh để tạo ra điểm AR đó, thì nó test lại quanh cái đường MA bao nhiêu ạ? À? Đường MA 10. Sau đó mới bật tăng lên trở lại, rồi bắt đầu sideways, có thể tạo ra biên phân phối ở đây hoặc có thể tạo ra biên tích lũy, chúng ta chưa biết, chúng ta phải quan sát thêm. MB bạn thấy tăng cây này gặp lại cản nó chưa lên liền được này. Ví dụ như ở đây bạn là tổ chức, bạn hấp thụ cái vùng cản này sao? Thì tôi một là tôi tạo ra biên sideways, đầu tư ấy, chán nản bán ra vùng giá thấp tôi hấp thụ lại, hai tôi phải rũ bỏ để tôi hấp thụ giá thấp hơn, đúng không ạ? Tại vì trên đây những đầu tư trên đây này họ chờ hòa vốn họ bán, nhưng mà không hòa vốn đạp xuống đây kiểu gì chả, họ chả bán, đúng chưa? Vậy đạp xuống đây này họ bán ra thì trên đây cung nó sẽ bắt đầu vơi đi này, bắt đầu tổ chức họ hấp thụ hết những nguồn cung ở vùng dưới đáy này. Và nếu họ hấp thụ thành cung ở những vùng dưới đáy này thì sau đó bắt đầu họ đã lên đây, thì cung lên đây nó đâu còn nhiều ở đâu, và chỉ cần cầu ở bên ngoài vào sao giá cổ phiếu nó sẽ tự động bật tăng. Nên đó là trạng thái hấp thụ cung cầu bằng cách gì? Cân bằng hoặc cách rũ bỏ, chứ làm sao mà nó tăng lên trên đây liền khi nó gặp ở đây cái cản to đùng như thế này. Nên đối với mình thì nó sẽ chưa tăng ngay đâu, và khả năng sẽ tích lũy hoặc là rũ bỏ để về những cái vùng gắt này, sau đó mới bật tăng. OCB này dòng tiền vào gặp lại cản cũng sẽ cần sideways thôi. SHB bạn thấy cũng chuẩn bị quay về lắp gáp dưới nó này. STB dòng tiền bật tăng khá mạnh này, cũng đang quay về retest đường neckline này, còn biết nó tăng không thì chúng ta chưa biết. Còn vào trên đó mình thì nó chưa vào trên, ở đây nó phải tạo ra nền kiến tạo số 2, dòng tiền bùng nổi lên và nó biến cái vùng này này là cái vùng gì ạ? Vùng tích lũy và sideways, và nó biến cái vùng này là cái vùng gì ạ? Cái vùng này là spring thì chúng ta mới tham gia. Còn bây giờ chúng ta quan sát thêm, chúng ta không vội. Techcombank này nó tích cung này, vol to đùng mà có tăng nổi đâu, khi nào vol thấp chúng ta tham gia, còn vol to mà biên sideways này thì nó chưa có điểm gì chúng ta vào cả. Tiên Phong hay Việt Cơm nó cũng tương tự như vậy thôi. Phân bón này DGC bạn thấy này, nó rủ 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 mình nói rồi, trên đây nó chưa tăng được đâu, bạn thấy nó có lên nổi đâu, nó ra tương tức xấu bạn thấy vẫn không chỉnh. Nhưng mà ở đây bạn thấy để hấp thụ những nguồn cung trên đây phải làm gì? Một là rủ bỏ về đây này,
hay là tạo ra biên xe quay ở đây này mới hấp thụ lực lượng của trên đây, chứ những ông trên đây này ông kẹp khá là nhiều trên đây thì để rũ bỏ những ông đó sao, thì phải đánh rũ về đây thì ông đó cắt lỗ ra thì trên đây cung nó bắt đầu vơi đi, đúng giờ tổ chức còn hấp thụ vùng giá thấp thì sau đó họ đánh lên thì lên trên cao này thì cung đó không nhiều này, rồi họ hấp thụ đi một lần nữa thì sau đó họ đánh mới rất dễ dàng vượt, chứ ở đây mà họ đánh lên hình chữ V làm sao mà nó đánh lên hình chữ V được khi mà nó không tương thi bản chất cung cầu. Mình ví dụ như đây đi, những cái ông kẹp hàng ở đây này thì sao ạ, họ phải rũ bỏ trở lại thì những cái nhà đầu tư trên cái vùng đỉnh này mới bán ra giá thấp, sau đó tổ chức hấp thụ lại bắt đầu họ đánh lên trên cao thì hầu như nhà đầu tư trên đây này đâu còn hàng để bán đâu, thì sau đó họ chỉ cần hấp thụ một cái lượng cung nhẹ của nhà đầu tư, một số ít kẹp hàng trên đây và một số ít đang có lại bán ra, sau đó họ mới bắt đầu họ kéo lên thì nó mới dễ dàng hơn. Còn đoạn này lên trên cao gặp cản mạnh như này nó sẽ rất khó để lên, 80% sẽ rất khó trở lên, nên đó nhà đầu tư mình có canh bán chờ đợi rũ bỏ cân bằng ta vào lại sau. Rồi tiếp tục BFC thì phim trước cũng bắt đầu nó quay đầu nó chả có tín hiệu gì để chúng ta tham gia quan sát tim này. DBM hôm nay đánh cũng cục đầu này, không có tín hiệu gì đâu tham gia. Chờ lại thêm xem nó đánh như thế nào. Rồi phân bón thì chờ. Thép này mình có phân tích rồi, HPG hôm nay làm cái bull trap lên này, kiểu gì chả quay lại lắp ráp, các bạn để ý đi. Và khi con này nó tạo ra cái bull trap thì chúng ta sẽ có chỉnh. Nó cứ tạo ra cái bull trap thì chúng ta sẽ có chỉnh ấy. Nên bạn lưu ý hết sức cẩn trọng. Thì con này đâu có điểm tham gia đâu, chờ lại thêm. Nam Kim HSG vẫn tăng, cái vol to đùng có tăng nổi đâu, cứ tăng cây vol to mà tăng không nổi thì nó cũng sẽ là cái trạng thái rung lắc, cây vol to giá không tăng nổi thì kiểu gì cũng sẽ rung lắc ha. À, thấy lên trên gặp lại trên cản này cái vol to đùng mà giá không tăng nổi nó sẽ sideways hoặc điều chỉnh thôi chứ sẽ chưa lên được, thường thường sẽ như vậy, nên chung bạn phải chờ đợi xem đây nó sideways được hay không ta tham gia, chứ đây mình thấy sự phô mô cũng hơi nhiều. Nam Kim tương tự vậy, nó đánh cục cái đầu lại mà là chưa ổn lắm, nên phải chờ lại những nhịp quay lại test gap của nó. Thực phẩm mà thực phẩm thì nhìn chung Masan thì gặp lại cản thì sẽ cần sideways thôi, Vinamilk tự như vậy mà đây khả năng sẽ quay về lắp ráp á. Thương mại MBUG sao, MBUG thì ở đây khả năng ấy, nó sẽ tạo ra điểm BC và khi tạo ra vùng BC thì sẽ cần sideways thêm, còn điểm mới chưa có, còn bây giờ nắm giữ vẫn được, vẫn thế đi lên vẫn ổn nắm giữ. Rồi tiếp tục DC World sao, DC World đây biên độ lỏng lẻo khả năng sẽ quay lại test đáy này, điểm mới làm gì có đâu. FRT, FRT ở đây là cây BC này và khi xuất hiện cây này thì sẽ khả năng sẽ rũ bỏ sẽ quay thôi. Thị sản BC bạn thấy này, nó xuất hiện những cây nến con to này sẽ chưa lên được ngay. Bạn thấy cái thế này cũng sẽ rất khó lên, quan sát thêm. Ở đây còn cái gap này, chờ lại lắp gap tính tiếp. Cản thì sao? GMD cũng đẹp này, con này chỉ cần vượt cản giá khoảng là 88 chúng ta tham gia được. SGB cũng tăng nhưng gặp lại cản, nhưng cũng tiền chưa vào mạnh mẽ và chưa bứt hẳn thì quan sát thêm thôi. Giống như cái này này, ví dụ như đánh giống như cái này thì nó vẫn có thể mở biên rơi lại bình thường. Chúng ta phải chờ. BVT tương tự vậy, đánh bị cục đầu với lại mà. Vật liệu xây dựng thì nó hơi xấu tí. Ví dụ như KB này, dòng tiền vào nhưng đâu có tăng điểm mạnh đâu. Hay là CG này, ở dưới đáy thực chất nó yếu. Mà cổ phiếu dưới đáy thì hạn chế tham gia, đánh cổ phiếu trên cao chưa có lãi huống chi đánh cổ phiếu dưới đáy, nên hạn chế đánh dòng vật liệu xây dựng. Hiện tại đánh giá dòng vật liệu xây dựng nó đang rất yếu. Dịch Mai hả? TNG sao lên đây không tăng được, biên lỏng lẻo kiểu gì nó cũng sẽ chỉnh thôi. Bảo hiểm mình thấy có MIG đẹp, nếu MIG này nó đánh vượt cùng giá khoảng 22 chúng ta phải cân nhắc tham gia được, ở đây cũng tạo ra biên ngang mừng tốt này, cái thế cái đánh cũng giống tương tự như VGI ấy. Con này có thể chú ý được này. Và đây là Spring L3, dòng tiền vào đánh tương tự như cái thế của VGI, bạn có thể chú ý. Nó đang đoạn này giống như đoạn này cũng VGI này. Đó nếu mà đánh có dòng tiền vào mạnh, đánh bứt cản luôn, dòng tiền cực mạnh như này vào bạn mút cho mình. Đó nên lưu ý MIG được. Đoạn này đánh cổ phiếu lẻ dòng bảo hiểm thì MIG mạnh nhất rồi, cứ chọn MIG đánh thôi, còn các con phiếu khác thì nó ăn theo thì chúng ta sẽ không đánh. Khu công nghiệp có IDC vẫn giữ giá tốt này, đoạn sau nếu có dòng tiền vào chúng ta thể cân nhắc được. Con này cũng đang giữ trận rất ổn, nên nắm giữ đối với con IDC nếu dùng tiền vào thì cân nhắc. Còn SSC các bạn thấy đi, thị trường sideways cứ mua break vào là đi bụi này, nhàn gì có cho ăn đâu. Và thường thường con SSC đánh cũng hơi hơi láo một tí là nó đánh kiểu như nó bùng nổ lên là nó đi bụi, cứ nó bùng nổ lên cái này mở biên nó rơi này, cứ nó bùng nổ lên cái này nó mở biên nó rơi này, cứ đây nó bùng nổ lên cái này nó mở biên này, nó bùng nổ lên cái này nó mở biên nó rơi hoặc nó đạt đỉnh luôn thì nó cũng sẽ rất khó. Nên đối với mình thì con SSC đánh bùng nổ lên thất bại như này thì canh bán hợp lý hơn. GVR cũng tạo đến cục đầu không thì nhìn chung thì cũng phải quản trị rủi ro.
có kênh chốt lại chặn lại. Dòng heo thì sao, HAG bạn thấy này lỏng lẻo không, bùng nổ lên cái idun đây này lại bắt đầu này hàng về khả năng sẽ lỗ khá cao, ngày mai đánh có thể đánh cùng hỗ trợ về lắp ráp dốc khoảng 13 là nhìn chung là kẹp lên đây đây hết, nhìn chung nhiều tôi có cần xử lý nhanh, còn đó mình thì HAG sẽ có điểm mua. Dabaco đánh cũng tuột đầu lại này, nhìn chung thì quan điểm mình thì sắp tới khả năng sẽ rung đất khá là cao, nếu chúng ta phải lưu ý quản trị rủi ro, mình chỉ nhắc như thế thôi. Còn các bạn nào mà cứ tự tin ấy thì mình có thể làm múc, tại vì mình chỉ đưa ra quan điểm cá nhân của mình để bạn có thể là gì ạ, là tham khảo. Và đoạn này cái bản chất của mình ấy, mình thấy thị trường ta vẫn chưa ổn là mình sẽ chưa tham gia, còn khi nào ổn thì mình sẽ chấp nhận mình đu giá cao cũng được. Còn đoạn này thì chúng ta làm gì có điểm mua đâu để chúng ta tham gia, rõ ràng rất ít cổ phiếu nó xuất hiện điểm mua, còn đây nó vẫn biên sideways và nó chưa rõ ràng xu hướng. Và ở đây bạn thấy đi, 10 người thì đã chín nhà đầu tư đã tham gia rồi, và ít ai dám đứng ngoài thị trường đoạn này lắm, hoặc là ít ai kiên nhẫn để quan sát thị trường lắm. Mà trong thị trường này kiên nhẫn nó mới là yếu tố quyết định về sự chiến thắng bạn, tại vì trong thị trường này nó là thiết bị chuyển tiền từ những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn sang đầu tư kiên nhẫn. Ví dụ như mình tham gia đi, chu kỳ này mình vẫn có lãi, tại vì mình đánh từ đoạn nào, mình đánh đúng từ cái đoạn 1.200 mấy ạ, 1.080 ấy, mình mua đúng cái điểm này này, mình mua con GVR này, mua DGC này, mình hold đến đoạn này này, mình lãi 30-40%, mình đánh mặt kia lên là lãi 50-70% rồi. Và mình đứng ngoài nó gãy cái này, mình bắt đầu mình bán đứng ngoài, rồi mình chờ đợi thêm xem ở đây nó ổn mình vào, còn không thì mình cứ chờ đợi thêm, chứ mình có vội gì đâu trong thị trường này. Thì nhà đầu tư nào mình còn thắc mắc gì bạn có thể comment dưới video để mình có thể hỗ trợ cho các bạn một cách tốt hơn. Và các bạn nào mà chưa vào những cái gì phần cộng đồng ấy đó, thì các bạn có thể vào những cái phần cộng đồng này này đó, để khi mà mình cập nhật về những cái tin tức, ví dụ như ở đây mình cập nhật về những cái tin tức gì nè đó, các bạn có thể là gì, các bạn có thể là đọc để bạn hiểu xem ở hành động của mình là gì, rồi mình phân tích thị trường như thế nào, rồi mình view thị trường ta nó lên hay nó xuống, rồi ở đâu là cơ hội, đâu rủi ro, thì mình sẽ chia sẻ trong đây đó. Các bạn nào chưa vào thì bạn cứ vào. Một lần nữa thì cảm ơn bạn đã lắng nghe hồ kênh, các bạn xem các bạn cũng nhớ giúp mình cho mình một cái nút like này, hoặc làm những cái bình luận để mình có thể là trao đổi nhau được nhiều hơn.